Xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ có một cái sản phẩm rất đẹp mắt và đặc biệt muốn giới thiệu với các bạn hôm nay. Đó là một chiếc Hamilton Jarmaster Open Heart, một phiên bản version 2 trong bộ sưu tập Jarmaster này. Rất đẹp mắt, nó có được trang bị những cái phần thớ máy lộ ra được hoàn thiện rất cao. Và đặc biệt đây sẽ là một phiên bản mà anh chủ đã mua một chiếc khóa gập chính hãng của Hamilton. Đó, phiên bản khóa gập này rất cao cấp các bác nhé. Nó cực kỳ tinh tế khi mà các bác đeo trên cổ tay. Nó tinh tế như thế nào, nó đẹp mắt như thế nào thì chúng ta sẽ đi đến chi tiết của dòng sản phẩm ngày hôm nay. Đây là một chiếc đồng hồ qua sử dụng lướt, tình trạng rất đẹp. Đó, cá nhân em đánh giá thì nó sẽ đẹp đến 98% để các bác trải nghiệm nhé. Vẫn là một cái thiết kế rất quen thuộc của Hamilton, nhưng với ở version 2 này, chúng ta sẽ có một thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Đầu tiên, về phần size thì chiếc này sẽ có đường kính mặt số là 40mm. Với phần thiết kế cực kỳ ôm tay cũng như là nó thiên hướng khỏe khoắn, mạnh mẽ, thể thao một chút, chúng ta sẽ có một phần tay càng nó khá là dài như này. Đó, yêu cầu các bác có cổ tay không bị nhỏ thì đeo chiếc này mới đẹp được. Cụ thể là cổ tay nên có từ khoảng 16 trở lên, các bác đeo chiếc này sẽ rất là đẹp. Một chiếc đồng hồ với mặt kính sapphire nguyên khối, tạo hình đẹp mắt, tỉ mỉ và độ hoàn thiện của mặt số rất là cao. Trước tiên thì với bộ máy này chúng ta sẽ lên cót, có khả năng lên cót tự động, lên cót bằng tay và dừng kịp giây khi chỉnh giờ. Các bạn thấy là Hamilton đã làm một cái phần semi-skeleton, nghĩa là chúng ta sẽ quan sát được toàn bộ những chi tiết mặt số. Ở phần đây là nhịp hacking stop, các bạn quan sát nhé. Đó, khi mà bấm núm vào thì cái nhịp hacking sẽ nhả ra, đồng hồ sẽ ngay lập tức hoạt động. Chúng ta sẽ có một mặt số được hoàn thiện với độ hoàn thiện rất tốt đến từ Hamilton. Một mặt số màu trắng bạc có trải tia sunburst, và ở trên đó sẽ là một phần semi-skeleton cực kỳ độc đáo, trải dài từ góc 11 giờ đến góc phần tư 4 giờ và góc 7 đến 8 giờ ở đây. Với một mặt số màu trắng có trải tia sunburst và những cái chi tiết hoàn thiện màu vàng hồng cực kỳ sang trọng và nổi bật các bác nhé. Góc 12 giờ chúng ta đã được quan sát trái tim của bộ máy. Các bác có thể trải nghiệm toàn bộ cái balance spring của chiếc đồng hồ này. Trái tim của bộ máy hoạt động liên hồi. Đây là bộ máy ETA 2824 được nâng cấp, mang lại khả năng vận hành mượt mà, bền bỉ, chính xác với phần cầu máy được hoàn thiện từ những vân xoáy rất là cao cấp. Toàn bộ kim và cọc số của chiếc đồng hồ này rất đẹp mắt, tạo hình ấn tượng, hoàn thiện như những lưỡi kiếm sắc lẹm. Góc 6 giờ chúng ta 7 đến 8 giờ chúng ta sẽ quan sát được hệ thống bánh răng màu vàng với những viên chân kính màu hồng ánh tím rất mượt mà ở đây. Rất đẹp các bác nhé. Đó, đây thực sự là một chiếc đồng hồ lỗ cơ đẹp mắt trong tầm phân khúc giá 10 triệu, hơn 10 triệu một chút để các bác trải nghiệm. Cụ thể chiếc này thì em giao lưu mức giá là 11 triệu 800 nghìn các bác nhé. Rất đã xứng đáng để các bác trải nghiệm. Ngoài ra phần bezel của chiếc đồng hồ này nó mỏng, nó khiến cho cái cảm giác trên tay rất là nổi bật. Rất là nổi bật và rất là đẹp. Đây, đi đến phần phía sau của mặt số thì các bác sẽ được quan sát một cái lần nữa về bộ máy ETA của chúng ta từ phía sau này. Đây là bộ máy mang đến khả năng tích code đến 40 giờ, hoạt động tần số lao động là 28.800 nhịp các bác nhé. Ở đây thì nó sẽ có một chút cái vân tay của em bám vào thôi. Chiếc đồng hồ còn rất là đẹp. Đó, ở logo của Hamilton này, chúng ta sẽ có bộ máy 2824-2, kính sapphire và khả năng chống nước 53, tương đương với 50m. Đó, rất là ngon lành. Bộ máy này thì cực kỳ bền bỉ và nổi tiếng của Hamilton cũng như là nhà ETA rồi. Với cái khóa chống gập gãy dây mà em đã giới thiệu với các bác đây, sử dụng các bác bấm hai bên này để mở ra và sau đó sẽ đút cái phần dây vào đây đến cái điểm mà các bác vừa với cổ tay và đeo lên tay như thế này. Khi mà các bác đeo nhé thì cái phần dây thừa nó sẽ được ẩn giấu phía trong này, tạo ra một chiếc đồng hồ rất là tinh tế và cực kỳ sang trọng. Đó, các bác thấy không? Một cái trải nghiệm tuyệt vời, cao cấp và tinh xảo đến từ Hamilton trong phân khúc giá bình dân như thế này, dễ tiếp cận như thế này, đẹp mắt, bộ máy bền bỉ cũng như là thiết kế cực kỳ ấn tượng. Đó, sản phẩm sẽ cam kết là chính hãng 100%, có bảo hành 3 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời và cam kết chính hãng để yên tâm các bác sử dụng nhé. Các bác thích chiếc đồng hồ này, hãy liên hệ với em với số điện thoại, số Zalo trên góc phải màn hình, có thể đến trực tiếp cửa hàng để lên tay trải nghiệm sản phẩm. Hoặc các bác ở xa, em có thể hỗ trợ ship COD, tức là các bác kiểm tra, nhận hàng thanh toán tại nhà. Nhưng với những cái sản phẩm đồng hồ giá trị cao,
hàng chính hãng như này, em sẽ nhận cọc 10% giá trị khi mà cho hàng đi. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ bấm đăng ký kênh, các bạn Zalo với em để cập nhật thêm những cái sản phẩm tới từ cửa hàng bên em. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.